I was 4 years old. We escaped communism. One last family's out of Vietnam. My father was on a list to be executed. No one loves America like I do. I went to the Naval Academy, served in combat in Afghanistan, Iraq, and Somalia, alongside Special Forces and SEAL teams for 25 years. I'm Hung Cao, running for Congress. I approve this message. Defending America is the greatest honor of my life. But now, I have 5 close friends who are being kicked out of the Navy because of Biden's vaccine mandate. These are Special Forces and SEAL Team 6 operators, the best and the toughest. We do the work that most won't and can't do. These are the people who make it safe for you to sleep at night. Joe Biden's woke government is kicking them out, discarding them like trash. This is not how America treats our heroes. I will not stand for it. I'm going to Congress to put a stop to this madness. Biden's unfit to be Commander-in-Chief. I'm Hung Cao. I don't run from a fight. Được biết rằng là có một cái sự kiện gần đây, ứng cử viên dân biểu liên bang Hung Cao lẽ ra là có một cái buổi gây quỹ ở đài SBTN do ông Trúc Hồ tổ chức nhưng đã bị hủy. Ông Phát Bùi am hiểu sinh hoạt cộng đồng, ông có thể cho biết chuyện đó nó xảy ra như thế nào và ý kiến của ông ạ? Pixel tại Happy Chu Easy, nệm gel memory foam cứng thẳng lưng, ấm áp mùa đông, mát mẻ mùa hè, được sản xuất tại Tây Ban Nha. Giá bình thường Queen size 1.100 Mỹ Kim, Pixel chỉ còn 698 Mỹ Kim và số lượng còn rất giới hạn. Happy Chu Easy chuyên customize nệm cao su cứng chống đau lưng, 100% cao su thiên nhiên và sản xuất tại Atlanta, Georgia. Có chương trình financing không có tiền lời và ship nệm cao su đi các tiểu bang. Địa chỉ 14191 Beach Boulevard, Washington, California 92683, phone 714-897-6100, 714-487-7889. Vâng, thưa anh Vũ Hoàng Lân, Phố Bolsa TV. Chúng tôi là cũng không có ở trong ban tổ chức cho cái buổi gây quỹ của ông, phải gọi là đại tá mới đúng, mặc dù là cái chức hàm của ông là Captain bên Navy nhưng nó tương đương với lại đại tá của quân lực Hoa Kỳ. Thì chúng tôi cũng có được mời đến trong tư cách là chủ tịch cộng đồng vào ngày mai, đáng lẽ là ngày mai ở SBTN để lên tiếng ủng hộ ông Cao và kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho ông. Thì cá nhân tôi cũng đắn đo suy nghĩ, và mặc dù là tôi hiểu rất khá về background, về cái quá trình của ông Cao là một vị sĩ quan trong Hải quân Hoa Kỳ, và không những thế mà ông lại trong nhóm người nhái, là một người chỉ huy và đã hy sinh rất nhiều cho Hoa Kỳ trong các trận đánh khắp nơi. Thì nhìn vào học vấn cũng như là kinh nghiệm lãnh đạo trong quân đội của ông thì tôi nghĩ rằng ông Hung Cao là một người rất xứng đáng để mà đại diện cử tri cũng như là cư dân trong địa hạt của ông ở bên tiểu bang Virginia. Và vì vậy mà chúng tôi cũng bằng lòng đến để mà yểm trợ cho ông. Thứ hai là ông là một người sĩ quan trong quân đội Hoa Kỳ mà người Mỹ gốc Việt. Thành ra chúng ta thấy khi có người nào xứng đáng ra phục vụ, nhất là tranh cử trước Quốc hội Liên bang, thì chúng ta luôn luôn là muốn ủng hộ, và tôi cũng đã nhận lời ủng hộ ông trong cái tình hình đó. Trước khi ủng hộ ông thì tôi cũng có xin được nói chuyện với ông hoặc là ban vận động tranh cử của ông để tôi muốn hiểu rõ lập trường của ông Hung Cao về vấn đề người Việt quốc gia, về cái quan điểm bênh vực cho tự do, cho nhân quyền, nhất là chống lại những nhà độc tài như là Cộng sản Việt Nam, Trung Cộng và các quốc gia Cộng sản khác. Thì họ đã gửi nhắn tin cho tôi qua cái ông campaign manager, tức là ông trưởng ban vận động tranh cử của ông Hung Cao, cho tôi biết là cái lập trường của ông Hung Cao vậy, và tôi cảm thấy tin tưởng được, và chúng tôi đã quyết định nhận lời đến để mà ủng hộ cho ông Hung Cao. Nhưng mà đến khoảng hôm thứ Năm thì chúng tôi nhận được điện thoại của ban vận động tranh cử của ông cho biết rằng cái cuộc vận động tranh cử ở SBTN đã được hủy bỏ vì ông Trần Nhật Phong đã lên tiếng phản đối kịch liệt, và cũng khá nhiều người trong nhóm ủng hộ Tổng thống Trump của Đảng Cộng Hòa đã lên tiếng phản đối ông ban vận động tranh cử của ông Hung Cao, cho rằng đài SBTN là đài dân chủ và chống lại Tổng thống Trump. Thành thử ra họ không bằng lòng ông Hung Cao hợp tác để mà tổ chức cái buổi vận động tranh cử ở SBTN. Thì khi tôi nghe cái tin đó thì tôi cũng có xác nhận rằng theo cái hiểu biết của tôi thì đa số các thành viên của SBTN là có khuynh hướng dân chủ và thường hay lên tiếng phê bình Tổng thống Donald Trump. Thì cái điều đó, nhận định đó của những người bất mãn là nó cũng có cái căn bản, dựa trên căn bản như vậy. Tuy nhiên tôi cũng chia sẻ thêm là tôi không đồng ý với lại cái quyết định của ông Cao khi mà ông quyết định hủy bỏ cái buổi vận động đó, là bởi vì thứ nhất là họ đã mời gọi rất nhiều người và đã đồng ý như vậy. Thứ hai là nếu mà đài SBTN, tức là một cái đài có khuynh hướng dân chủ mà ủng hộ một ứng cử viên đảng Cộng Hòa, thì đúng lý ra cái người mà phản đối phải là những thành viên của đảng Dân Chủ. Bởi vì họ sẽ cho rằng là đài SBTN là đảng Dân Chủ mà lại đi ủng hộ ứng cử viên Cộng Hòa thì là xé rào, là làm ngược lại quyền lợi của đảng Dân Chủ. Thay vì đi vận động cho một người ứng cử viên người đảng Dân Chủ mà tranh cái chức quốc hội đó, thì SBTN lại là đảng Dân Chủ mà lại đi ủng hộ một ứng cử viên Cộng Hòa, thì cái người mà phải phản đối là người đảng Dân Chủ chứ không phải người đảng Cộng Hòa. Người đảng Cộng Hòa chúng ta lại càng cảm thấy vui là bởi vì mấy anh ở bên đảng Dân Chủ bây giờ xé rào chạy qua ủng hộ đảng Cộng Hòa của chúng ta, ứng cử viên đảng Cộng Hòa của chúng ta, thì điều đó là cái điều mà chúng ta có lợi chứ không phải chúng ta bị thiệt hại. Thành ra tôi nghĩ rằng cái quyết định của ông Hung Cao là một quyết định không có đúng sai trên cái căn bản như vậy. Đúng ra ông nên mạnh dạn để mà giải thích cho cử tri Cộng Hòa của ông là không, cái việc ông làm chẳng có gì sai cả, người của đảng Dân Chủ muốn ủng hộ ông thì cái chuyện đó cũng bình thường thôi, và ông không có một cái đổi trác gì về quyền lợi hay là bỏ đi cái chính sách hay là cái đường lối của đảng Cộng Hòa của ông để mà ông có được cái sự ủng hộ đó. Tôi vừa mới phỏng vấn ông Hung Cao, với lại qua cái quan sát thì biết rằng là ông Hung Cao là người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump rất là mạnh mẽ. Trong khi như ông cũng biết và mọi người cũng biết là SBTN là chỉ trích ông Donald Trump rất là nặng nề. Thế thì cái việc một người ủng hộ ông Trump tham gia với một đài phản đối ông Trump một cách kịch liệt như vậy thì cái điều đó nó sẽ ngược với lại cái quan điểm của ông Hung Cao hay sao? Tạp chí nổi tiếng về khoa học kỹ thuật tại Hoa Kỳ là Innovation and Tech Today, tạm dịch là Sáng tạo và Kỹ thuật ngày nay, đã đưa ghế massage Luraco lên hàng đầu trong mục Being American and Buying American, là người Mỹ hãy mua sản phẩm của nước Mỹ. Tạp chí Twice, nổi tiếng trong lĩnh vực điện tử tại Hoa Kỳ, đã phỏng vấn tiến sĩ Kevin Huy Lê, giám đốc công nghệ Luraco, về những sáng tạo và hiệu quả mà chiếc ghế massage Luraco đem lại cho người dùng. Trong bài phỏng vấn này, Luraco được xem là tiên phong trong lĩnh vực sáng tạo, làm thay đổi thị trường ghế massage, ví như Apple đã thay đổi thị trường điện thoại di động. Điều đó nó không hẳn như vậy, là bởi vì cái điểm quan trọng là ông Hung Cao vẫn đưa ra cái lập trường bảo thủ, cái lập trường của đảng Cộng Hòa và duy trì cái lập trường đó của mình. Còn cái việc mà đài SBTN họ cho sử dụng cái phương tiện truyền thông và cái đài của họ, thì tôi nghĩ vấn đề đó nó không phải là cái vấn đề mà chúng ta phải đặt ra ở đây, ngoại trừ trường hợp là ông Hung Cao đã có những cái nhượng bộ mà nó làm hại đi cái chính sách của đảng Cộng Hòa, thì tôi nghĩ đó là cái điều quan trọng. Tôi vẫn tin tưởng rằng nếu mà đài CNN mà họ cho ông Tổng thống Donald Trump cái diễn đàn một cách thoải mái để ông Tổng thống Trump của chúng ta có thể diễn đạt tư tưởng của mình, thì ông sẽ không có ngần ngại gì lợi dụng cái diễn đàn đó để mà truyền đạt đến cho tất cả cử tri của ông, những người ủng hộ ông, cái điều mà ông muốn truyền đạt. Chúng ta thấy rằng Tổng thống Donald Trump, và tôi cũng xin nhắc lại là tôi là người thành viên đảng Cộng Hòa và tôi đã người từng tham dự một số những cái chương trình của người Việt của chúng ta ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà tôi tin rằng Tổng thống Donald Trump, lý do mà ông không ưa đài CNN là vì họ cố tình, họ làm họ thiên vị và họ không có tôn trọng cái tiếng nói tự do ngôn luận của Tổng thống Trump, và họ khuynh hướng họ đưa những cái thông tin sai lệch cho Tổng thống Trump. Vì vậy mà ông không bằng lòng. Chứ nếu mà đài CNN bây giờ mà cho ông một cái diễn đàn để mà tự do thoải mái phát biểu, giống như là Phố Bolsa luôn luôn để cái diễn đàn tự do cho quan điểm của người Việt tị nạn cộng sản, người Việt quốc gia có quyền thoải mái đưa ra những cái quan điểm của mình và nhận định của mình, thì chúng tôi không ngần ngại gì mà lên trên đài Phố Bolsa. Thì ngược lại Tổng thống Trump cũng vậy, nếu đài CNN không có ém nhẹm và để cho Tổng thống Donald Trump thoải mái tự do đưa ra những cái quan điểm của ông, đưa ra những cái thông điệp của ông, thì tôi tin rằng Tổng thống Donald Trump cũng không có ngần ngại gì sử dụng những cái phương tiện truyền thông đó để truyền đạt đến cho người dân của Hoa Kỳ biết. Thưa anh, thì trong cái tinh thần đó tôi nghĩ rằng ông Cao cũng có thể làm như vậy. Nếu có cái thông điệp gì trực tiếp đối với lại ông Hung Cao thì ông sẽ nói gì? Tôi không có dịp để mà nói chuyện thẳng với ông Hung Cao, và chỉ liên lạc qua những cái người trợ tá của ông. Cái điều mà tôi muốn ông Hung Cao trả lời cho chúng tôi và cho cộng đồng chúng tôi biết là tại sao chỉ mới nghe một bên một chiều là những cái lời hăm dọa áp lực của ông Trần Nhật Phong và của một số nhỏ ủng hộ Tổng thống Trump mà đã lật đật đi cancel một cái chương trình như vậy. Tôi nghĩ và tôi tin tưởng rằng ông Hung Cao với cái tài ba lãnh đạo quân đội của ông, thì tôi tin rằng là ông có cái nhìn nó sâu sắc hơn. Và cái kỳ này có lẽ là ông chỉ nhận được một số thông tin không đầy đủ, những thông tin thiếu sót. Thành thử ra ông đã đi đến những cái quyết định mà tôi nghĩ rằng nó sai trái. Chúng tôi mong có cái dịp mà được nghe chính ông Hung Cao giải thích cho cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali ở đây, cho các tổ chức quân đội trong Liên hội của chiến sĩ và tập thể chiến sĩ là những người muốn ủng hộ ông, muốn support ông. Và chúng tôi muốn được biết là tại sao lại có những cái chuyện mà tự dưng ông lại đổi một cách bất thình lình như thế mà không hỏi ý kiến cộng đồng, không hỏi ý kiến những người lãnh đạo ở trong cộng đồng này. Thứ hai là chúng tôi cần phải hiểu rõ để mà chúng tôi nhận định là liệu cái quyết định của một cái người ra tranh cử quốc hội mà mới gặp một cái áp lực nho nhỏ đã rúng động để mà cancel một cái chương trình đã mà thông báo mời rất nhiều người, thì liệu gặp những cái chống đối, những cái áp lực nó phức tạp hơn, nó khó khăn hơn, ông có giữ vững được lập trường của mình không, hay là lúc đó lại cũng lật đật và hấp tấp đi ra để đưa ra những quyết định sai lầm. Đó là cái điều chúng tôi muốn tìm hiểu. Chúng tôi chưa có vội có những cái nhận định nào đó cụ thể về cá nhân ông, nhưng mà chúng tôi muốn được lắng nghe lời giải thích của ông và vẫn muốn được tiếp tục để yểm trợ ông. Xin cảm ơn ông Phát Bùi, nghị viên Phát Bùi rất nhiều ạ. I was 4 years old. We escaped communism. One of the last families out of Vietnam. My father was on a list to be executed. No one loves America like I do. I went to the Naval Academy, served in combat in Afghanistan, Iraq, and Somalia, alongside Special Forces and SEAL teams for 25 years. I'm Hung Cao, running for Congress. I approve this message. Defending America is the greatest honor of my life. But now, I have 5 close friends who are being kicked out of the Navy because of Biden's vaccine mandate. These are Special Forces and SEAL Team 6 operators, the best and the toughest. We do the work that most won't and can't do. These are the people who make it safe for you to sleep at night. Joe Biden's woke government is kicking them out, discarding them like trash. This is not how America treats our heroes. I will not stand for it. I'm going to Congress to put a stop to this madness. Biden's unfit to be Commander-in-Chief. I'm Hung Cao. I don't run from a fight.